Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 6, cũng là tập cuối của bộ truyện Bố ơi, lấy vợ đi, tác giả Trường Lê. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Giả đàn lập tức đọc số cho tôi lưu lại. Giờ tôi mới giới thiệu tên mình là Phi, còn thằng đệ tên là Cam. Đưa tên giả thôi, sau có gì còn né được. Món này tôi được mấy ông anh truyền lại khi giao tiếp với bọn không quen biết. Tôi lưu danh bạ là thần đàn, nghe kêu vái cả kêu. Thằng cụm bếp xếp ngồi cạnh đọc theo chữ tôi viết. Thần... Nó chưa nói xong, tôi đã vội chửi. Thần cái con mẹ mày, rót rượu đi, ngồi đấy mà ăn cơm mèo, nói leo các cụ. Thằng cụm cay lắm, nhưng nó sợ thằng kia nên vẫn phải cung cúc nghe lời. Còn tôi khẽ nhếch mép tự nhủ. Liên ơi, mày xong đời rồi con ạ. Kết thúc bữa nhậu, tôi vẫn khá tỉnh vì rượu nhẹ, với cả tôi uống ít. Mẹ nói chứ, đi môi thông tin mà uống nhiều hơn đối tượng có mà chết. Gã đàn có tí men vào là nổ bung trời. Gã tay bắt mặt mừng với hai chúng tôi, rồi còn hẹn có dịp lên huyện cứ alo hắn, hắn sẽ đón. Về mặt nào đó thì tôi cũng thấy gã không phải quá xấu, bởi khi đứng dậy thanh toán, gã còn nằng nặc đòi trả tiền. Nhưng tôi nói đây là đất của em mời. Khi nào lên đất nhà anh sẽ đòi nợ sau thì hắn mới chịu. Nhưng đàn ngu quá đàn ơi, đàn lại dây vào con ngựa cái giái trong chuyên đi lừa đảo, nên đời đàn sắp bằng không con mẹ nó đàn rồi. Tiễn gã đi về, tôi với cụm cũng lên xe biến luôn. Thằng cụm trên đường về mới hoạnh hoẹ tôi là chửi nó hơi nhiều. Tôi chỉ cười xòa rồi đáp. Mẹ sư, diễn phải diễn cho tới. Trước khi đi đã phân vai rồi, tao làm đại ca thì tao có đấm mày cũng phải chịu. Vì tương lai con bé con mới thế đã kêu. Đấy, thấy chưa, kế hoạch thành công mỹ mãn còn gì. Giờ tao đã nắm được tiểu sử của con này. Tao biết vì sao mà nó nhiều tiền như thế. Đã vậy còn bắt thóp được nó. Nó trốn về bỏ đi, chắc chắn một phần là vì sợ tay đàn này. Nhưng tao vẫn chưa hiểu sao bỗng dưng nó lại về nhận con. Nghe tay đàn kể con này rất ngại khoảng con cái. Vậy thì tại sao vậy? Cộng hỏi lại tôi. Thế mày định bảo tay này đánh con Liên à? Tôi giả vờ đáp. Ừ, mày thấy sao? Cộng im lặng một lát rồi trả lời. Nói thật, tao thấy không ổn lắm. Tuy nó có lừa đảo thật đi nữa, nhưng chuyện nó muốn nuôi con cũng là điều tốt. Làm thế e có được không? Đến thằng cụm còn suy nghĩ được như vậy. Đúng là tôi rất ghét con Liên, nhưng vụ này không thể hành động theo cảm tính được. Vậy nên tạm thời cứ lưu số điện thoại của gã đàn lại. Biết đâu sau này có dịp nhờ đến. Tôi quay về nhà cũng đã đầu giờ chiều. Anh Luân đợt này cũng không có người gọi chở hàng máy từ sau vụ cô trà. Thành ra buổi chiều anh hay ở nhà. Cây còi hôm nay đi học chưa về. Bác Xoan ở trong nhà làm mấy việc lạc giạc. Có điều không khí dạo gần đây trùng hẳn xuống. Chắc có lẽ ai cũng buồn khi mà nhìn con bé ngày càng quấn quýt mẹ hơn. Định sang nói vài câu, nhưng thôi ảm đạm quá, tôi cũng chẳng muốn sang. Chẳng hiểu sao, đầu tôi cứ nhớ mang máng là mình hình như đang quên mất chuyện gì đó vô cùng quan trọng. Tuy nhiên rượu vào lại đi nửa ngày, nên tôi hơi mệt. Không cố nhớ nữa, tôi đi ngủ. Ấy thế mà tôi quên thật. Tôi quên mất một việc quan trọng. Trong khi chỉ còn hai ngày nữa là anh Luân ra tòa xét xử ly hôn, thì tôi mới nhớ ra. Hôm đó là vào ngày thứ tư. Mà lần trước tôi có hỏi chị Loan thì được biết để giải quyết một vụ ly hôn thì cũng phải mất tầm một tháng. Thế quái nào mà giờ chỉ gần một tuần đã đến hẹn ra tòa. Tôi chắc mẩm con Liên phải chi cho mấy ông trong ngành một khoản tiền không nhỏ
để thúc ép xử lý nhanh. Nó càng dội thì tôi lại càng thấy có nghi vấn. Chạy sang bên nhà anh Luân lúc 4 giờ 30 chiều, tôi hỏi bác Xoan: Ờ, cái cậu đi học chưa về hả bác? Bác Xoan trả lời: Chưa, giờ mới có 4 rưỡi, bố nó vừa mới đi đón xong đây nè, chắc lát nữa là về ngay ấy mà. Có chuyện gì mà dội thế cháu? Tôi nóng hết cả ruột, đáp lại bơn quơ. Tôi bảo có cái này cho cháu nó nên đợi nó về. Chưa bao giờ tôi lại đợi sốt ruột đến vậy. Đồng hồ cứ nhích qua từng chút chậm rãi. Cứ 2 phút tôi lại nhìn đồng hồ một lần. Mãi mà mới có 4 giờ 36 phút chiều. Sao lâu thế hả trời? 4 giờ 50 phút. Mới trôi qua có 20 phút thôi mà tôi cứ ngỡ đã phải đến cả tiếng đồng hồ. Anh Luân đang đèo cái cầu về. Tôi chạy ra đón rồi hỏi dội: Ờ, đi học về rồi hả cháu? Nào, ra chú bế xuống xe nào. Con bé chào tôi rồi giang tay ra ôm lấy cổ tôi để tôi bế xuống khỏi cái xe đạp cọc cạch. Đi vào trong nhà để con bé tháo ba lô xuống, tôi mới nói: Ờ, đi rửa mặt mũi tay chân đi cho nó sạch sẽ. Con bé vâng dạ đi luôn. Bên trong nhà tôi mới lục lọi ba lô của nó để tìm kiếm thứ gì đó. Hôm nọ tôi nhớ là tôi có cài nó vào cái kẹp này. Đây rồi, may quá, nó vẫn còn nguyên. Là cái bút. Cái bút mà tôi cho con bé hôm mẹ nó đón nó đi chơi ngày chủ nhật, rồi sang thứ hai chở nó về đi học. Anh Luân đi vào, tôi vội giấu cái bút. Thấy thái độ tôi hơi lạ, anh Luân hỏi: Chú làm gì mà lấm lét gian trộm thế? Nhìn mặt rõ ràng. Tôi vội chống chế: Gớm, ở nhà anh có gì em tự lấy, còn chẳng ai nói gì nữa là, sao phải đi ăn trộm? Thôi em về đây. Định rút lui trong êm thấm, nhưng mới đi được mấy bước, anh Luân gọi giật lại: Ờ kìa, cứ thế mà về à? Bỏ mẹ rồi, chẳng lẽ ông ấy nhìn thấy tôi lấy cái bút của con bé? Tôi ú ớ: Ôi sao hả anh? Anh Luân chỉ vào đôi dép tôi đang mang, một đôi tổ ong, nhưng một chiếc xanh, một chiếc trắng. Chiếc xanh là của tôi, còn chiếc trắng tôi xỏ nhầm của nhà anh Luân. Ngại quá, tôi gãi gãi đầu, đổi dép lại rồi định tóc biến. Nhưng không, anh Luân lại gọi: Này! Tôi thót cả mình. Mẹ sư á, lấy có cây bút thôi mà cứ như thằng ăn trộm đồ gì giá trị lắm ấy. Bảo sao mình không đi ăn cắp được của ai cái gì bao giờ. Mẹ nó, ăn cắp mà như này á, có mà vào tù sớm. Tôi quay mặt lại, hỏi: Ờ, gì nữa hả anh? Anh Luân chỉ về phía tôi, đáp lời: Chú cài cái bút đằng sau, sắp rơi rồi kìa. Để cho cẩn thận vào, không mà về đến nhà lại tìm. Tính cứ bột chà bột chột. Nhắc tới cây bút là tôi toát mồ hôi. Nhưng may sao á, anh Luân không nhận ra đó là cây bút mà tôi đã cho cái còi. Cười yên tâm, tôi lúc này mới đi ra khỏi cổng, thở phào nhẹ nhõm. Đây chính là cây bút có chức năng ghi âm, tôi được một người bạn tặng cách đây gần 1 năm. Đợt đó tôi xin vào chỗ này làm. Công ty nó bắt đi học, rồi làm bài test để nhận người. Tính ma ranh nên tôi mượn thằng bạn cái bút ghi âm, ghi lại những gì trên lớp được dạy, về chép ra học cho nhớ. Bởi lúc học nhốn nháo đông đúc, không biết đường nào mà lần. Dùng xong, sau khi được nhận vào làm, tôi bảo trả lại cái bút. Nhưng bạn tôi bảo cứ giữ mà dùng, bởi nó mua cái mới rồi. Bạn tôi nó làm về bên viết lách, cộng tác viên tác dũng gì đó, cũng oai lắm. Thế là nó cho tôi luôn. Tôi giữ cái bút cũng khá lâu rồi không dùng đến, vì có việc gì đâu. Chủ nhật tuần trước, khi mà nghe anh Luân bảo để cái còi đi với mẹ nó qua đêm, tôi mới sực nhớ ra cái bút này, vì tôi muốn ghi âm lại những gì mà con Liên nói với con gái, để tiện bề biết nó có tốt hay không. Hơi thủ đoạn, cơ mà đôi khi có những trường hợp bạn không dở được một chút thủ đoạn thì bạn mới là ngu. Đối phương chơi bẩn mà bạn chơi đẹp thì bạn sẽ thua. Đó không phải là cách giải quyết vấn đề của tôi. Mấy hôm mãi chuyện, tôi đã quên bén mất quả bút ghi âm này. Và bây giờ là lúc tôi kiểm tra thành quả của mình xem nó sẽ như thế nào.
nhưng mấy ngày lại bật ghi âm liên tục, thành ra nó hết pin. Tôi phải sạc lại bằng laptop, vì cục sạc do tôi dứt lung tung, mẹ tôi cất đi rồi để ở đâu không biết. Hồi hộp, háo hức là cảm giác của tôi lúc này. Loại bút này có tính năng ghi âm khá rõ, sử dụng thẻ nhớ được gắn vào bên trong bút trước khi sử dụng. Trong thân bút có nút bật tắt, khi bật lên sẽ có đèn đỏ nhấp nháy, nhưng đối phương sẽ không thể nào phát hiện được ra đèn nếu như không mở thân bút ra. Nhìn bên ngoài, nó chẳng khác gì một cây bút bình thường. Loại này khi nghe, có thể cắm tai nghe hoặc cắm thẻ nhớ vào điện thoại để nghe như bình thường. Khổ cay, điện thoại tôi không có thẻ nhớ, nên chịu. Khi đèn xanh báo hiệu pin đang sạc, là tôi cắm tai nghe nghe luôn. Những tiếng ì xèo ban đầu phát ra trong bút ghi âm. Cháu nó đã dùng gì đến cây bút mới này đâu mà chú cứ chịu. Đó là giọng anh Luân. Đúng chuẩn, ngay lúc đó tôi mang bút từ bên nhà sang và đã bật sẵn. Tiếp theo là giọng của tôi. Bút này em mua lâu rồi, nhưng giờ có viết lách gì nữa đâu. Thôi, để cho cháu nó dùng. Chú cài vào cặp sách cho cậu nhé. Giọng cái còi khi mẹ nó đến. Ê, mẹ ơi, mẹ ơi! Con đợi mẹ từ sớm đến giờ. Toàn bộ những câu nói của từng người trong khoảng cách tầm 5 mét được bút ghi lại rất rõ. Tôi vẫn nghe, bởi từ lúc rời nhà anh Luân, hai mẹ con nó nói chuyện rất vui vẻ, tình cảm. Cũng may, bạn tôi mua loại xịn nên pin khá trâu. Tôi ấn tua đi một đoạn, bởi chẳng hiểu sao, nhưng phải tầm hơn 30 phút, không thấy tiếng nói của ai cả. Nhưng sau đó là tiếng mở cửa như cửa xe ô tô. Bắt đầu có tiếng con Liên nói với một người khác. Đây, cậu bé con bé đặt nằm xuống đây. Đúng là con nít ranh, chơi một tí xong á, ăn no là lăn ra ngủ. Để nó nằm ở ghế sau một mình vậy. Vậy là tôi có thể đoán con Liên đưa cái còi đi chơi bằng xe ô tô. Đến địa điểm nào đó, tất cả xuống xe. Cái ba lô được để lại trên xe, nên khoảng hơn 30 phút không có tiếng động gì. Đang tự nhủ, vậy là con này nó cũng tốt ấy chứ. Nó đưa con bé đi chơi rồi cho đi ăn, để con bé ngủ nữa. Tôi đang định trách bản thân quá đa nghi, thì từ đây gã lái xe kia nói một câu khiến cho tôi phải tát vào mặt mình và tô lại để nghe thêm lần nữa. Trong máy ghi âm, tôi nghe rõ từng câu từng chữ như sau. Chị tính nuôi con bé này thật à? Hôm trước em thấy chị tốn một khoản không nhỏ cho luật sư như vậy, liệu có đáng không? Con Liên trả lời. Tất nhiên là đáng chứ. Nó bây giờ còn có giá trị hơn cả vàng khối đấy em ạ. Có nó trong tay, chị sẽ có được khối tài sản kếch xù. Số vốn bỏ ra chẳng thấm tháp vào đâu. Tay lái xe nói tiếp. Liệu rằng ông ta sẽ làm như lời chị nói thật không? Những kẻ đầu óc kinh doanh không dễ bị lừa đâu chị ạ. Con Liên cười nhẹt. Chị nào có lừa ông ấy? Nó là con gái của chị thật. Lão già khốn kiếp. Mấy năm qua chị hầu hạ hắn như con ở. Vậy mà sau này mới dở lỡ ra lão không thể có con. Lão còn định sau khi chết đi sẽ đem toàn bộ tài sản làm từ thiện. Khốn nạn thân lão. Nhưng ít ra lão vẫn còn chút lương tâm khi chị kể ngày trước chị có bỏ dở một đứa con. Vì sợ mọi người dị nghị nên phải bỏ quê, bỏ con đi biệt xứ. Ai dè lão tin, rồi còn bảo chị đón đứa bé lên Hà Nội, sau này sẽ trích một phần thừa kế cho con bé. Vậy mà chị thì lão chỉ nhón tí một, đúng là không bỏ công. Thì ra là như vậy, mọi chuyện tất cả đều vì tiền. Con Liên đang xem cái còi như một công cụ kiếm tiền. Mấy năm qua, nó ở với một lão già vô sinh. Ngay từ khi bắt cặp với lão, con Liên đã nhắm vào tài sản của lão già này. Nhưng vì lão già không có con, nên lão tính nếu lão chết đi, tài sản của lão sẽ được đem đi từ thiện. Bởi vậy, con Liên muốn đem cái còi ra dựng thành một câu chuyện bi thương, xin chút tình thương từ lão già kia. Và lão đã đồng ý, nếu như con bé là con gái con Liên thật, lão sẽ cho nó một phần thừa kế. Tôi đã biết được âm mưu thâm độc của con khốn này.
nó vẫn chẳng có gì tốt đẹp cả. Vẫn chỉ một chữ tiền khiến cho nó giả vờ tốt mà thôi. Bất ngờ nghe thấy tiếng cái còi, nó mớ gọi mẹ ơi. Chẳng biết con Liên đang làm gì, nhưng tay tài xế nói bằng giọng rên rỉ. Đừng chị, em đang lái xe, con bé nó nhìn thấy mất. Con Liên trơ trẽn đáp. Nó ngủ say rồi, đừng có lo. Chỉ cần chú theo chị, sau này chị sẽ không để cho chú thiệt thòi, cục cưng ạ. Mẹ nó, khốn nạn. Tôi không thể nghe tiếp nữa. Giờ tôi phải đem cái này sang bên nhà anh Luân, cho anh ấy nghe, cho bác Xoan nghe. Tôi rút cái bút, cầm tay nghe, chạy dội sang nhà anh Luân. Cổng khóa ngoài, chẳng biết anh Luân với bác Xoan đi đâu, nhưng khóa cổng. Sốt ruột quá. Tin động trời này, tôi phải nói với ai đó cho đỡ điên đầu. Tôi nhớ ngay đến chị Loan. Đúng rồi, cầm cái này sang cho chị Loan là chị ấy sẽ giúp anh Luân bày cách giành quyền nuôi con bé. Mày hết bài rồi Liên ơi. Chỉ cần đem cái bút ghi âm này trình lên tòa án, thì kể cả họ có bóc tiền của mày cũng không ai dám xử bố láo. Mày xong đời rồi. Tôi vừa tự nghĩ, vừa chạy sang nhà bác Luận, bố chị Loan. Nhà ông ấy nằm cách nhà tôi một ngõ. Từ ngày vợ ông ấy mất, chị Loan lấy chồng trên Hà Nội là ổng xây nhà xong, đón vợ hai về ở chung, lúc nào cũng đóng cửa. Tôi cũng chẳng sang đây bao giờ. Ngõ này nhà khỉ gió nào cũng đuôi chó, mà toàn chó dữ không thôi. Khốn nạn thân tôi, mà khốn nạn luôn cả cái nhà ông Luận. Cổng ông ta để mở, đã vậy hai con chó dữ như con hổ đang nằm ở sân. Tôi nào biết nhà có chó. Tôi đứng trước cổng, gọi to. Ơ chị Loan ơi! Đáp lại tôi là tiếng chó sủa như cháy nhà của hai con khốn kiếp. Hai con chó từ bên trong phi thẳng ra. Nó chồm lên, nhe hàm răng sắc nhọn đầy nhớt dãi bổ về phía tôi. Tôi hoảng quá vì hai con chó đen như gỗ mun, mắt đỏ như chơi hèn, đang sắp xé tôi ra thành từng mảnh. Nó cắn quần tôi khi mà tôi vừa quay lưng chạy. Hoảng quá, tôi dùng tay đấm nó, thì con khác lao vào đớp luôn. Tôi vừa hét, vừa dứt tay ra. Cứu với! Phút ba đời, tôi chạy lên được đầu ngõ với một vết xước khá dài nơi mắt cá. Loài chó đó cắn rất thâm, nó chọn toàn chỗ nguy hiểm để cắn mới chết chứ. Tim đập thình thịch, tinh thần bất ổn, nếu không muốn nói là sợ gần chết. Tiên sư nhà ông Luận, ông nuôi chó mà không biết xích con chó nó vào à? Nghĩ thôi, chứ lúc ấy chạy bán sống bán chết, có biết cái gì đâu. Đứng trên ngõ, tôi thấy hai con súc sinh vẫn đang giằng xé nhau cắn một thứ gì đó. Hình như là một mảnh quần áo của tôi. Không phải quần tôi là quần bò, chó nó có cắn thì cũng không thể rách như vậy được. Vậy nó đang ngoạm cái gì kia? Tổ cha nhà nó, tôi hoảng loạn nhận ra, đó chính là cái bút ghi âm mà tôi cầm trên tay lúc nãy. Vì sợ quá, hoảng quá, nên tôi đã đánh rơi lúc nào không hay. Tôi đã bỏ của chạy lấy người, và kết quả, hai con chó đã gặm nát cái bút trước sự đau đớn, sự thống khổ, không tài nào có thể lột tả cảm xúc của tôi lúc này. Còn nước còn tát, đó là tôi nghĩ vậy. Nhớ một khúc củi to bằng cổ tay mà một nhà đang phơi bên ngoài. Tôi gào lên như một con chó điên. Trả bố mày đây! Bố giết chúng mày! Lũ súc vật! Cầm khúc củi, lao thẳng đến chỗ hai con chó vẫn đang gặm cây bút. Cả hai con ngay lập tức ngước mắt lên gầm gừ. Nhưng giờ, bố mày có trang bị vũ khí rồi các con ạ. Tôi đập mạnh một phát, nhưng cả hai con nó cong đuôi chạy biến vào bên trong. Xong cứ đứng ở trong sân sủa an ẳng, ra điều thách thức tôi. Mày giấu vào đây! Nhưng tôi đâu còn tâm trí nào để hơn thua với hai con chó nữa. Bởi cái bút ghi âm mà chúng nó nhả lại nơi mặt đất, nhơ nhớp toàn dải chó đã đành. Đằng này, nó cắn tan nát. Nó cắn ngang thân bút bẹp dúm,
Đúng rồi, còn cái thẻ nhớ. Tôi đặt hết hy vọng vào cái thẻ nhớ như một cứu cánh còn sót lại. Nhưng hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Một trong những mảnh vụn dở ra từ cái bút chính là mảnh của thẻ nhớ. Vậy là đi thông, đi đứt hết bằng chứng quý báu của tôi rồi. Chẳng lẽ cái câu khôn ngoan không lại dây trời là để áp dụng trong trường hợp này? Sao ông bất công thế hả ông trời? Tôi có mưu mô, có xảo quyệt á, thì mục đích chính vẫn là có ý tốt cơ mà. Chẳng lẽ ông lại đi ủng hộ cái xấu? Tôi ngước mắt lên chửi thầm. Đúng là trời không có mắt. Nhìn hai con súc vật đen xì vẫn đang sủa bên trong sân. Tôi á, là tôi muốn làm Tôn Ngộ Không, cầm cây củi như ý, lao vào đập chết hai con hao thiên quyển này lắm rồi. Mà sao á, nó sủa nãy giờ không có ai ra xem. Tôi đang định hóa kiếp hai con chó, thì đằng sau có tiếng của ông Luận. Này, mày làm gì đấy? Cầm cây cầm que đứng trước cổng nhà tao làm gì? Chó nó cắn chó lại báo tại số. À, Dương Tiễn về rồi. À quên, phải gọi là Luận Tiễn đã về. Cơ mà đúng, đứng trước cổng nhà lão, chó nó lao ra cắn là phải. Nhà quê chúng tôi xưa nay nuôi chó là để giữ nhà, chứ có phải nuôi chó để chăm như chăm bố, chăm như chăm con mọn của mấy đại gia trên thành phố đâu. Mẹ nhà nó, chưa bao giờ tôi thấy cái slogan của bọn cẩu quyền nó đáng ghét như bây giờ. Cái gì mà chó là bạn, không phải thức ăn. Bạn cái tai nạn nhà chúng mày có biết nó vừa cướp đi của tao cái gì không? Cái gì không hả? Trách ai đây? Tôi cắn răng hạ khúc củ như ý xuống, rồi khẽ gằn giọng hỏi như quân thù. Chị Loan có nhà không hả bác Luận? Giờ ông ta mới nhận ra tôi, mặc dù nhà cách nhau có một con ngõ. À, thằng Dương, con nhà vợ đấy mà. Loan nó không có nhà đâu, đi đâu chơi với bạn rồi đấy. Mày cứ sớ rớ, chó nó cắn trò đấy. May mà bác về kịp. Thế tìm chị Loan có việc gì? Tôi điên lắm rồi. Mẹ nó, nhìn cái mặt ông Luận này khó ưa kinh dị. Lúc nào cũng vênh vênh ra vẻ đẳng cấp. Hai con chó thấy chủ về, chúng nó không sủa nữa. Nhưng nỗi đau của tôi chẳng biết phải bày tỏ cùng ai. Tôi đáp, dạ cháu muốn hỏi chị ấy vài việc. Chị ấy về bác nhắn giúp là cô cháu tìm nhé. Ông Luận ầm ừ. Tôi lê xác lững thững đi về. Vậy là mọi cố gắng đã thành con số không. Quá dội nên tôi chưa kịp lưu bản nào vào trong máy tính. Trời ơi là trời! Nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn, cuối cùng vẫn chỉ là con số không. Liệu tôi đem chuyện này đi kể với anh Luân, thì anh ấy có tin mà cố gắng giành lại con không? Một con mẹ chỉ biết đến tiền, coi con gái như công cụ kiếm tiền, thì làm sao mà đòi nó sau này đối xử tốt với con bé được? Sai rồi anh ơi. Cả đời anh lo cho con mà anh để con bé rơi vào tay con đĩ điếm, lan loạn chỉ biết đến tiền đấy thì anh sai rồi. Từ nhà chị Loan tôi quay về nhà anh Luân nhưng vẫn chưa thấy ai về cả. Đợi chờ mãi cuối cùng cũng thấy anh Luân chở bác Xoan về. Thấy tôi đứng ở ngoài cổng, bác Xoan hỏi, sao đứng ở đây? Bác vừa bảo thằng Luân chở đi thăm người ốm một chút. Anh Luân nhìn bộ dạng tôi thì đoán ra ngay. Lại có chuyện gì hả chú Dương? Tôi đáp, vâng, chuyện này quan trọng lắm. Anh với bác vào nhà đi, rồi em kể cho mà nghe. Nhanh lên, gấp lắm rồi. Bác Xoan vội vã mở cổng. Vào trong nhà, tôi nói luôn, không rào trước đón sau gì cả. Anh nghe em nói đây này. Con Liên, nó muốn nuôi cái cội chỉ vì hiện giờ nó đang ở với một lão già. Mà lão già đó không có con. Lão ta tính sau khi chết, lão sẽ quyên góp toàn bộ gia tài để từ thiện. Nhưng không biết con Liên nó dùng bùa mê thuốc lú gì á, mà nó lại khiến cho lão đồng ý cho con gái của nó là cái còi một phần tài sản, nếu như cái còi chính xác là con của con Liên. Nói tóm lại, mục đích nó về đây tìm con là vì tiền, chứ không phải vì tình thương tình mẹ gì cả đâu. Em xin thề, em mà nói sai câu nào, ra đường xét đánh em chết. Anh không thể để con bé rơi vào tay loại mẹ như nó được. Mà sau này có được tài sản rồi,
nó sẽ lại bỏ rơi con bé một lần nữa thôi. Anh tin em đi. Cả bác Xoan lẫn anh Luân nhìn tôi như vật thể lạ. Biết ngay là thế mà. Chắc họ đang nghĩ câu chuyện vừa rồi là tôi bịa ra. Anh Luân hỏi, làm sao chú lại biết những điều đó? Tôi giờ cũng chẳng biết giải thích gì sao. Tôi nói thật, không giấu gì anh, cái bút hôm trước em cài vào cặp sách của cái cậu là bút ghi âm, bút nghe lén. Em cài vào cặp con bé, rồi ban nãy em sang đây lấy lại về nghe những gì bút ghi âm được, nên mới biết những điều này. Bác Xoan tò mò, thật vậy à? Thế cái bút đó đâu? Tôi chép miệng, khổ quá, nghe xong cháu cầm chạy sang đây ngay, nhưng nhà có ai đâu, thế nên mới cầm sang bên nhà chị Loan. Khổ thân đời, bị hai con chó nhà ông Luận đuổi cho xém chết. Cháu làm rơi cây bút, hai con súc vật cắn nát be bét cả rồi, thế mới khổ chứ. Nhưng mọi người phải tin cháu, cháu nói thật đấy, không phải là vì ghét con Liên rồi muốn cái còi ở đây mà cháu bịa ra chuyện này đâu. Cháu cũng coi cái còi như con mình, cháu cũng muốn nó được hạnh phúc vui vẻ. Nhưng cho nó đến ở với con đàn bà thâm độc, nham hiểm như con Liên thì là không được. Nó vẫn không bỏ được cái tính trăng hoa đỉ điếm đó đâu. Trên xe ô tô, nó còn tàn tiệu với cả thằng tài xế. Chúng nó còn hứa với nhau là xong việc sẽ không để nhau thiệt. Tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng, có thể làm chứng điều tôi nói là thật. Tôi đứng dậy nói to, nếu mọi người không tin, có thể hỏi cái còi xem có phải hôm chủ nhật nó được mẹ nó cho đi Vincom chơi không. Nếu đúng thì điều cháu nói là thật bác Xoan ạ. Vì trong bút ghi âm có nói đến Vincom mà. Anh Luân nhìn tôi đáp, anh tin chú, từ trước đến giờ chú không phải là người nói dối. Bác Xoan cũng gật đầu. Lúc này tôi mới nhớ ra là cái còi đâu. Tôi hỏi, thế con bé đâu hả anh? Anh Luân trả lời, ban nãy cả nhà cùng đi thăm người ốm, đi ngang đường về thì gặp mẹ nó đi ô tô ra đây, thấy anh trên đường nên nó xin cho con bé đi chơi. Anh tin lời chú nói đúng, bởi anh cũng nhìn thấy một tay thanh niên lái xe cho nó. Đấy, đúng rồi. Nếu không nghe ghi âm thì làm sao mà tôi biết được con Liên đi ô tô với tay lái xe có bằng lái luôn máy bay. Ơn trời, cảm ơn ông. Tôi xin rút lại lời rủa ban nãy. Ông trời vẫn có mát. Sau khi thuyết phục được anh Luân tin vào câu chuyện của mình, tôi mới tiếp tục bàn. Vậy cho nên anh không thể nhường quyền nuôi con cho con khốn đấy được. Anh phải nuôi con bé, để nó ở với mẹ thì trước sau cũng khổ, mà không khổ thì cũng hỏng. Anh Luân buồn bã nói, nhưng khổ một nỗi, cái còi bây giờ rất quý mẹ. Trẻ con mà, ở đâu sung sướng vui vẻ là nó theo thôi. Anh thấy mấy ngày hôm nay nó mong mẹ nó lắm. Chưa kể con Liên nó nhiều tiền, chắc hẳn mọi chỗ nó đều lo lót hết rồi. Đang ngồi thì tôi nghe tiếng con Ki bên nhà tôi đang sủa inh ỏi. Màng máng có tiếng người gọi, Dương ơi, em có nhà không? Úi trời ơi, chị Loan con bác Luận đến rồi. May thế. Đúng là đang hay thì đứt dây đàn, đang cơn buồn ia thì nàng đến chơi. May mà ông Luận có chuyển lời là tôi sang tìm, nên chăng chị Loan mới đi đâu về dội sang nhà tôi ngay. Tôi thò đầu ra từ nhà anh Luân, tôi gọi, ơ chị Loan, em đây, em bên này, chị sang đây luôn đi, có việc quan trọng, may mà chị đến. Chị Loan đi sang nhà anh Luân, ngày bé cũng chơi với nhau suốt, bé mà, nên mưa là cả trai lẫn gái cởi truồng tắm mưa, rồi chạy như nhộng với nhau ở ngõ. Giờ lớn rồi, anh đã một đời vợ, chị thì cũng đã lấy chồng, đâm ra nhìn nhau lại thấy hơi sượng. Chị Loan lễ phép chào cả nhà. Tôi kéo tay bà ấy vào trong, rồi đặt vấn đề. Chị xem vụ này giúp em. Vụ con vợ anh Luân về đây đòi ly dị rồi muốn nuôi con. Nhưng nó không phải người mẹ tốt, nên nhà em muốn tham khảo ý kiến của chị là làm cách nào để cho anh Luân giành được quyền nuôi con. Chị Loan điềm tĩnh ngồi phân tích từng chút một. Khi ra tòa,
Nếu đứa bé 7 tuổi trở lên, thì ngoài việc xét điều kiện kinh tế của cha mẹ xem ai có điều kiện tốt hơn, họ sẽ hỏi cả ý kiến của đứa bé. Chiều theo nguyện vọng của bé mà tòa sẽ ra quyết định xem ai là người nuôi con. Chết cha! Về điều này á, thì anh Luân bây giờ lại yếu thế. Con kia nó thâm quá. Nó đánh đúng tâm lý của con bé là nhớ mẹ. Lại là trẻ con nên không biết gì. Thấy mẹ quý, mẹ yêu là nó thích thôi. Chị Loan tiếp tục. Để giành quyền nuôi con thì anh Luân phải chứng minh được tài chính kinh tế của mình cũng có thể chăm lo tốt được cho con bé. Anh Luân có một lợi thế lớn, đó là anh nuôi con từ lúc cháu còn bé tí, và anh phải đưa ra được bằng chứng khẳng định vợ anh không xứng nuôi con. Tôi chen vào. Thì nó đi theo trai, cả làng cả tổng này ai cũng biết. Như thế có được không ạ? Chị Loan lắc đầu. Lời đồn lên tòa không có cơ sở để căn cứ, cần phải có bằng chứng xác thực điều này. Lỡ đâu cô ta lấy lý do vì hoàn cảnh nghèo khổ, chồng đau ốm, không đủ sức nuôi con nên đi làm ăn xa. Bây giờ thành đạt, muốn quay về bù đắp cho con thì sao? Vậy nên chỉ cần chứng minh được điều này, đảm bảo tòa sẽ giao cho cô ta quyền nuôi con. Anh Luân mặt buồn rầu, không nói được câu nào. Đúng là dân đen thắp cổ bé họng. Xã hội đồng tiền thì tiền nó vẫn đứng số một. Tiền có thể đổi trắng thay đen, đổi không thành có. Giờ làm sao mà chứng minh được con này nó ngoại tình cơ chứ? Chả nhẽ bảo nó giận. Mẹ kiếp, không có bằng chứng thì con này nó dân dân khó chịu thật. Xét về mọi mặt, nếu mà cái còi đồng ý ở với mẹ thì coi như thua chắc. Đang ngồi thì có chuông điện thoại. Cũng nó gọi tối ra ngoài nhà nó ăn cơm, nhậu nhẹt. Đang rối não, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, vì chỉ còn đâu ngày mai ngày kia là ra tòa rồi, nên tôi từ chối không đi. Cúp máy xong, tôi lẩm bẩm chửi thằng cụm gọi điện không đúng lúc. Nhưng chửi xong, tôi mới ồ lên. Ô trời ơi, sao mình lại có thể quên được ông thần ấy nhỉ? Đúng rồi, anh Luân ơi, em có cách rồi. Chị Loan, em luận ra rồi. Chị Loan đỏ tấy cả mặt. Tính tôi đéo vậy đấy, lầy lội lắm, nên kể cả lúc cấp bách vẫn lầy. Anh Luân ngơ ngác hỏi, thần gì, ông thần nào hả chú? Tôi đáp, thần Đăng, anh cứ yên tâm tự tin ra tòa tranh luận, còn chuyện bằng chứng con đó nó ngoại tình, anh cứ để em lo. À, mà không, em sẽ cho nó phải trả giá, bởi nó đáng bị như vậy. Tôi gằn giọng, mặt đầy nguy hiểm. Liên ơi, mày xong thật rồi. Thời gian không còn nhiều nên chị Loan phải khá tất bật bận biểu khi đứng ra làm luật sư riêng cho anh Luân trong vụ việc ly hôn này. Khi làm việc mới thấy chị Loan khác hẳn cái vẻ ngại ngùng thường ngày. Tập dượt cho anh Luân những câu hỏi mà nhiều khả năng tòa sẽ hỏi và mình phải trả lời như thế nào cho hợp lý. Nhìn chị á, đúng thật rất ra dáng của người đàn bà thép. Mỗi câu đều mang sức nặng và đánh đúng vào trọng tâm vấn đề. Ở hiền gặp lành, chắc hẳn con Liên sẽ không thể ngờ được rằng anh Luân lại có cả luật sư riêng. Mày đừng có khinh dân quê bọn tao. Thông minh bọn tao có chị Loan, còn thủ đoạn tất nhiên có Dương Phổi này sẽ thổi hồn vào tất cả những kế hoạch chi tiết. Nghĩ tự sướng mà phóng cả mũi. Tôi chưa dám cho anh Luân biết kế hoạch của mình, bởi sợ anh nghĩ lại chuyện cũ. Dẫu sao, gã đàn cũng chính là nguyên nhân khiến cho cuộc đời anh khốn khổ khốn nạn. Biết gã là một chuyện, nhưng làm sao để thuyết phục gã đồng ý làm chứng lại là chuyện khác. Tôi cần gặp gã để trao đổi trực tiếp chuyện này. Tất nhiên, không còn là với tư cách của một thằng du côn đòi nợ nữa, mà là một người chú, một người bố đỡ đầu đang lo lắng cho đứa con gái của mình. Tối đó, tôi bấm số gọi cho Tây Đằng. Không mất nhiều thời gian để hắn bắt máy, hắn hồ hởi nhận ra giọng tôi luôn. Ồ, Phi hả? Sao hôm nay gọi anh có chuyện gì thế? Có phải chú đem cho anh tin vui không? Tôi cười nhẹ. Ông anh tin ý lắm. Đúng vậy, em có thông tin về con Liên cho anh đây. Tây Đằng gấp gáp. Ồ, thật hả?
chú nói luôn đi, anh sốt ruột quá. Tôi đáp, bình tĩnh đi ông anh, chuyện này cần gặp nhau trực tiếp để bàn bạc. Anh biết đấy, đời phải có qua có lại, em cho anh thông tin, nhưng có một việc cần anh giúp đỡ. Gã đàn nói luôn, chỉ cần chú mày giúp anh bắt được con khốn đó, bảo anh làm chó cho mày, anh cũng chịu. Tôi cười. Không, làm chó cho em làm gì? Anh em ta đều là đàn ông, có thù phải trả, có ơn phải đền. Việc em vợ anh không đến mức làm chó đâu, nhưng không phải anh không làm được. Còn thông tin đó em đưa cho anh, đảm bảo 100% anh sẽ nhìn thấy nó và bắt được nó. 9 giờ sáng mai, anh đến quán thịt chó hôm nọ đợi em sẽ ra. Sau đó anh em ta tìm một chỗ để nói chuyện. Gã đàn đồng ý. Ok, quyết định vậy đi. Tôi nắm cái điện thoại trong tay mà cũng còn hơi lo lo, bởi đây không phải là chuyện đùa. Tôi đang cưỡi trên lưng hổ. Nếu như không cẩn thận, con hổ đó sẽ nhai cả xương của tôi. Nhưng đâu có sao, vì tương lai của con bé còi, mạo hiểm một chút cũng không vấn đề gì. Hơn nữa, từ xưa đến nay, tôi rất tin vào mắt nhìn người của mình. Gã đàn tuy không tốt, nhưng có những điểm hắn không xấu. Có trách hắn quá mê muội vào một con đàn bà khốn nạn. Xét về một mặt nào đó, gã giống với anh Luân, si mê bất chấp. Nhưng khi phát hiện ra mình bị lừa, thì gã có thể dùng được. Nhất là lúc này, chẳng thể kiếm đâu một bằng chứng sống như gã cả. Điều quan trọng bây giờ phải nói làm sao để cho gã đồng ý. 9 giờ sáng, tôi đã có mặt ở gần quán thịt chó từ trước đó 10 phút. Và không có gì ngạc nhiên, khi tôi đến thì gã đàn đã đến trước. Một điểm cộng cho tay giang hồ đúng hẹn. Tìm một quán cà phê ven đường gần đó, tôi và gã ngồi đối diện cho một cuộc nói chuyện với tôi là cơn não. Gã vào thẳng vấn đề một cách nhanh chóng. Chúng mày nói đi, chúng mày cần anh giúp điều gì? Chỉ cần làm được anh sẽ làm. Nhưng ngược lại, nếu chúng mày chơi anh, thì nếu anh không chết, người chết sẽ là chúng mày đấy. Một lời đe dọa khá nặng ký ngay cho câu nói đầu tiên. Tôi gật đầu, vẫn bình thản gọi đồ uống. Order xong, tôi đan hai tay lại vào nhau, rồi đáp. Anh yên tâm, em đây cũng không rảnh để đi đùa với anh. Chuyện em muốn vợ anh, đó là ra làm chứng trong một phiên tòa. Và người mà anh cần làm chứng, đó chính là chồng của con Liên. Người đã bị anh ngủ với vợ mình cách đây 7 năm về trước. Gã đàn hơi bối rối khi tôi nhắc lại chuyện cũ, mà còn nhờ hắn đi làm chứng. Hắn không hiểu gì, nên tôi tiếp luôn. Không giấu gì anh, em là em trai của người đàn ông đó. Hiện nay con Liên về đây với một lý do, đó là muốn giành quyền nuôi con. Nhưng em thì không muốn điều đó xảy ra, và em cần phải chứng minh nó là một người mẹ không xứng đáng. Ông anh chính là lựa chọn tốt nhất cho việc này. Chỉ cần ông anh ra mặt vào ngày hôm tòa xử và làm chứng rằng anh với nó đã từng ở với nhau trong khoảng thời gian 3 năm, chính nó đã bỏ chồng bỏ con đi theo anh là được. Nước được bê ra, tôi im lặng mấy giây. Quan sát gã đàn, tôi thấy gã đang khẽ mỉm cười. Tôi nói tiếp. Giúp em chuyện này cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ bắt được nó. Hãy nghĩ kỹ xem, ông anh có khác gì anh trai em đâu. Cũng là nạn nhân của con khốn ấy khi nó lừa tình, lừa cả tiền. Cho ông anh biết thêm một chuyện nữa. Hiện tại, nó đang cặp với một lão già lắm tiền, đúng như điều mà ông anh biết. Nhưng chưa hết, loại đàn bà đí thỏa đó còn tàn tiểu dây tay lái xe trẻ cho nó nữa. Và hiện nay, nó có rất nhiều tiền. Liệu ông anh có muốn lấy lại những gì đã mất không? Ông anh bắt được nó và có tiền, còn anh trai em có đứa con gái mà anh ấy nhất mực yêu thương. Còn con đàn bà kia, nó phải trả giá. Ông anh nghĩ sao? Chẳng hiểu tôi lấy đâu ra tự tin để nói những lời như thế. Nhưng tay đàn đang toát mồ hôi lạnh. Có lẽ mối thù mấy năm qua của hắn sắp được trả. Và hắn thấy rùng mình. Hắn nói, tưởng chuyện gì? Nếu chỉ có thế thì anh mày đồng ý luôn. Nhưng lấy gì làm tin nếu như mày lừa anh? Tôi cười nhẹ, rồi mở điện thoại cho gã xem tấm hình chụp con Liên hôm nó kéo thằng luật sư xém bị tôi xiên đến nhà anh Luân. Ông anh nhìn xem,
đây có đúng là nó không? Gã đàn nhìn tấm ảnh, nghiến răng kèn kẹt. Gã nói, vậy khi nào chú mày cần anh làm chứng? Nói luôn đi, đừng úp mở nữa. Tôi đáp, ngày giờ địa điểm em đã nhắn vào điện thoại cho anh rồi. Ngày mai cứ thế mà làm. Ông anh chỉ cần đến đó ngồi đợi. Khi nào em ra hiệu thì đứng lên kể hết sự thật là được. Còn sau đó tùy ông anh xử lý nó. Mà em nhắc trước, khi đến đừng lộ mặt, tránh con khốn đánh hơi thấy rồi biến mất. Tiếp nữa, nó không chỉ có một mình, nên bố trí lấy một vài người. Bọn nó đều không phải người ở đây, nên thoải mái nhé. Điện thoại gã đàn báo tin nhắn đến. Cũng là lúc tôi đứng dậy để tiền nước ở dưới cốc cà phê, rồi tôi đi ra khỏi quán. Mọi việc đã xong, tim vẫn còn đập thình thịch, nhưng tôi tin tay đàn sẽ đến vào phiên tòa sáng ngày mai. Con Liên nó muốn kết thúc nhanh mọi chuyện để còn quay về Hà Nội. Nhưng mày quên mất một điều, ác giả thì ác báo. Xưa nay mày đi lừa đàn ông khắp nơi, thì đây chính là lúc mày phải trả cả vốn lẫn lời. Đời này á, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, không phải lúc nào á câu chuyện cũng sẽ diễn ra theo đúng mong muốn của mày. Kịch hay còn ở phía sau. Về phía chị Loan, tôi cũng thông báo đã có được nhân chứng quan trọng. Chị Loan mừng rỡ và nói chắc chắn vụ này sẽ thắng 100% nếu như nhân chứng tôi nói chịu đến tòa. Cả đêm đó tôi hồi hộp không ngủ được. 10 giờ sáng, sau khi ổn định tất cả, phiên tòa bắt đầu. Vì chỉ là ly hôn đơn thuần nên chỉ có mặt gia đình hai bên. Bên phía con Liên có bố mẹ nó, cũng là ông bà thông gia với bác Xoan. Rạc một lũ khốn nạn, con gái nó bỏ đi là nhà chúng nó 7 năm qua cũng không thèm ngó ngàng đến cháu. Nhưng nay trước tòa, chúng nó bịa ra đủ những lý do thương tâm. Nào là gia đình anh Luân cấm đoán không cho gặp cháu, rồi mẹ cháu đi làm xa, giờ về bù đắp cho con. Mặc cho lũ giả tạo kẻ tôn người hứng, đến lượt anh Luân đứng lên trình bày. Anh kể lại câu chuyện của mình 7 năm trước một cách chân thật, một cách mộc mạc mà ai có mặt khi ấy cũng phải xót xa. Thương cho anh thân gà trống bệnh tật phải nuôi con. Quan sát khuôn mặt chủ tọa phiên tòa, tôi thấy có một vài người khẽ lấy kính ra lau nước mắt. Nhưng có những kẻ vẫn vô cảm, bởi chúng đã bị ma lực của đồng tiền thu hút. Phía bên kia, con Liên nhếch mép cười khinh bỉ. Hỏi xong, tòa xét đến nguyện vọng của cái còi khi hỏi nó muốn sống với bố hay mẹ. Con bé nhìn cả hai, rồi dõng dạc trả lời. Dạ, cháu ở với bố ạ. Bố là người chăm sóc cháu từ nhỏ. Bố đêm nào cũng phải dậy sớm, đi quét rác để nuôi cháu. Cháu nhớ mẹ, muốn bố mẹ về ở với nhau, nhưng mẹ cháu không muốn. Nếu cháu bỏ đi nữa, thì bố sẽ buồn lắm. Cả nhà tôi đang cúi mặt, bởi nghĩ rằng con bé sẽ nói muốn ở với mẹ. Nhưng không phải, hãy xem nó nói kìa. Nó ra dáng một đứa trẻ trưởng thành lắm. Đứng trước đông người mà nó nói những câu khiến trái tim tôi như muốn bật khóc. Giỏi lắm cậu ơi, quả thật không bỏ công chú mày đầu tư. Câu nói của con bé khiến cho cả tòa im lặng. Những tưởng đến đây là xong, nhưng không ngờ tay chủ tọa vẫn còn lèo lái câu chuyện sang một hướng khác. Đó là điều kiện kinh tế của con Liên tốt hơn. Rồi nhìn con bé còi cọc khổ sở như vậy do không được chăm sóc tử tế, ảnh hưởng đến tương lai sau này. Đến lúc này, chị Loan mới lên tiếng phản đối. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, xem tay đàn đâu. Nhưng tại sao giờ này, hắn vẫn chưa xuất hiện? Thằng khốn đó, hắn không đến đây ngày hôm nay. Khi chị Loan đứng lên phản đối, thưa tòa, liệu rằng chúng ta chỉ xét điều kiện kinh tế mà bỏ qua một chi tiết rất quan trọng, đó là mẹ của cháu Ánh Dương đã bỏ cháu đi từ khi cháu mới được có 5 tháng tuổi. Thời điểm mà một đứa bé cần vòng tay của mẹ, cần dòng sữa của mẹ nhất, thì mẹ cháu đã đi đâu? Quý tòa tại sao không lật lại vấn đề? Bởi vì cháu thiếu sữa mẹ nên mới trở nên còi cọc như vậy.
thiên chức làm mẹ của một người phụ nữ là sinh con và chăm sóc con. Điều này mẹ cháu rõ ràng không làm được. Hơn nữa, có những thông tin mẹ cháu bỏ đi không phải là đi làm ăn xa, mà là đi theo một người đàn ông khác. Luân thường đạo lý, liệu để cho cháu Ánh Dương sống với một người mẹ như vậy, tôi e không đảm bảo cho tương lai của cháu. Vấn đề này rất quan trọng, mong tòa xem xét lại. Chủ tòa đáp lại. Những lời mà luật sư nói có bằng chứng gì hay không? Chị Loan quay xuống nhìn tôi chờ đợi. Bản thân tôi cũng đang nóng lòng. Ruột gan đang lộn tùng phèo, bởi giờ này vẫn không thấy gã đàn đâu. Nhưng không, một giọng nói từ đằng sau vọng lên. Tôi, bản thân tôi chính là bằng chứng. Một gã đeo kính đen, bịt khẩu trang, nép sau cánh cửa, bây giờ mới xuất hiện. Hắn bỏ kính, bỏ khẩu trang, để lộ ra khuôn mặt bặm trợn với cái sẹo lồi ngay trên má. Tôi mừng rỡ đứng lên chờ đợi. Còn con Liên mặt tái, cắt không còn giọt máu, nhưng nó vẫn gân cổ. Không đúng, tôi không biết gã này là ai. Bọn họ đang du khống. Ngay lập tức, hai anh công an áp sát lại gần gã đàn, bởi hắn nhìn thôi cũng thấy không ổn rồi. Nhưng tay đàn lấy trong túi ra một tập gì đó, rồi gào to. Mày nói không quen tao? Có thật không? Tao đến đây hôm nay là để vạch trần bộ mặt của mày. Mọi người nhìn đây. Dứt lời, đàn tung cái tập đang cầm trên tay ra khắp nơi. Đó là những bức ảnh gã chụp chung với con Liên khi cả hai còn sống chung với nhau trên Lào Cai. Tất cả từng khung hình rơi ra lả tả trước tòa. Một bằng chứng không thể chối cãi. Chị Loan nói với hai tay công an. Đây là nhân chứng có liên quan đến vụ việc. Đề nghị các anh cho anh ta vào. Con Liên sợ hãi, chạy đến nhặt từng cái ảnh. Nhưng quá muộn. Tất cả phơi bày trần trụi dưới ánh sáng công lý. Một nhân chứng không thể thật hơn. Anh Luân nhận ra ngay kẻ đã ngủ với vợ mình trong cái ngày mà anh bị tai biến. Chính là hắn ta. Gã đang cúi đầu xin lỗi anh Luân trước mặt tôi và bác Xoan. Gã đứng trước tòa kể hết những gì mà con Liên đã làm 7 năm về trước. Con Liên không một lời chối cãi bởi nhân chứng vật chứng rành rành. Còn tòa tất nhiên cũng chẳng còn cách nào ngoài việc tuyên bố quyền nuôi con là của anh Luân. Cả nhà tôi reo hò như thắng trận. Cái còi tiến gần lại mẹ nó. Nhưng chưa đến nơi, con bé cất tiếng gọi. Mẹ ơi! Thì con Liên đã chửi xối xả. Cút ra kia, con ranh con! Về với bố mày đi! Còn lại đây làm gì? Tôi chạy đến, bế con bé đang tu tu khóc. Tôi nói, Này, mày đừng có mà khốn nạn. Đúng là tao nhìn không sai. Cho cái loại như mày nuôi con bé, thật sự không đáng hai chữ nó gọi mẹ ơi chút nào. Về thôi coi, con này là con mẹ Mìn, không phải mẹ cháu đâu. Nhìn lại thì không thấy tay đàn đâu nữa. Con Liên hậm hực bước ra khỏi tòa với hai tên đi cùng. Chắc có lẽ nó cũng sợ gã đàn trả thù. Cả nhà tôi vẫn nán lại cảm ơn chị Loan, cảm ơn quý tòa, sau đó mới đi về. Nhưng chưa ra đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng la thất thanh của con Liên. À, chết tôi rồi, nóng quá, à. Trước cổng tòa án, con Liên đang nằm giãy đành đạch. Nó lộn qua lộn lại, hai tay ôm mặt không hiểu gì sao. Cả hai thằng đi cùng cũng đang quằn quại đau đớn. Tôi nghe thấy tiếng la thất thanh. Bắt bọn kia lại, chúng nó tạt axit con người ta. Nhưng chẳng ai đuổi theo cả, bởi hai chiếc xe máy rồ ga lạng lách phóng đi mất hút một cách kinh hồn. Không ai khác, chính là gã đàn cùng đồng bọn đã gây ra chuyện này. Một cách trả thù độc ác, dã man, có chút tàn bạo, nhưng rất đáng. Nhìn con Liên với khuôn mặt đang bị ăn mòn, đỏ hỏn, toàn máu là máu, mà tôi thấy rợn người.
Tôi ôm cái còi chạy nhanh ra bên ngoài. Con bé vẫn cứ khóc, khiến tôi phải che mắt, không cho nó nhìn thấy cảnh đó. Mặc kệ con khốn vẫn đang nằm đó, cho đến khi chiếc xe ô tô nó hay đi được đánh đến đưa nó đi, chắc là đến bệnh viện. Cái kết không thể đáng hơn cho con đàn bà khốn nạn đã ruồng bỏ đứa con của mình. Sóng gió ập đến, nhưng may mắn sao, cả gia đình chúng tôi vẫn bình an vô sự. Sau ngày hôm đó, cứ trời mưa là tôi hơi ngại đi ra ngoài. Mẹ tôi hỏi, sao mà mày cứ rón rén thế hả con? Tôi nói luôn, mẹ này, rủa ông trời, có sợ ông cho sét đánh không vậy? Mẹ tôi cười, có đấy, thế mày lại chửi bới gì à? Tôi không đáp. Đúng là lần trước, vụ của cái còi, tôi có rủa ổng một tí thật. Cơ mà tất cả những việc tôi làm đều là vì mục đích tốt. Tôi chắp tay cầu khấn. Ông trời ơi, ông độ lượng bao dung. Lời con nói chỉ như cây cung dương lỡ trớn, như cục nước bọt lỡ phun ra thôi. Ông đừng phạt con mà tội. Ông đẹp trai, con mắt nhìn rõ mọi chuyện mà. Ui cha mẹ ơi, không khấn không sao, khấn xong một cái động trời luôn. Thôi thì tôi im hẳn, ăn năn sám hối trong nhà. Chống chọi với cơn bão xong, mọi người quay lại về cuộc sống thường nhật. Nhưng sau mưa, bao giờ trời cũng sáng. Thế quái nào, vài tháng sau khi mà vào dịp Tết, tôi đi thực tập nâng cao để về đảm nhiệm vai trò mới, thì ở nhà đã xảy ra một chuyện động trời. Hôm tôi về cũng phải là 2 tháng xa nhà, tay xách nách mang đem quà sang nhà bác Xoan. Tết đến đít rồi nên năm nào bác Xoan cũng rục rịch gói bánh chưng. Mỗi năm có mẹ tôi và bác Xoan là hai tay gói chính. Năm nay 27 Tết có thêm một bàn tay phụ nữ nữa, mà người này tôi cũng quen. Không ai khác chính là chị luật sư ngày nào, chị Loan. Tôi ngớ người, bởi sao mà ba người phụ nữ ngồi gói bánh nói chuyện thân mật thế? Chẳng ai biết tôi đứng ở ngoài gần cổng. Tôi nghe mẹ tôi đánh tiếng. Hay là ra viên cưới luôn đi, toàn người làng người nước cả. Giả lại chúng mày cũng thân nhau từ bé còn gì. What the hell? Cái gì đang diễn ra vậy? Tôi chạy vào, hán giọng. Chào cả nhà. Chị Loan, sao năm nay lại ăn Tết ở nhà? Thế chồng con trên Hà Nội thì sao? Chẳng hiểu tôi nói sai điều gì mà mẹ tôi chửi luôn. Cha tiên sư bố cái thằng này, duyên của mày bị chó nó tha hết rồi hả con? Thế thì bao giờ mày mới lấy được vợ hả trời? Tôi bị chửi xối xả, mặc dù tôi khẳng định tôi đâu có nói gì sai đâu. Nhưng sau đó tôi mới biết chị Loan đã ly dị chồng 2 năm nay. Chị sống trên Hà Nội một mình, lý do đó là chị không sinh được con. Cố gắng mãi, nhưng mẹ chồng cũng không thể chấp nhận. Chồng chị Loan là con một, điều kiện kinh tế có, nên không thể nào không có cháu được. Mẹ chồng chị Loan ngày ngày đang nghiến chị là cái loại đàn bà không biết đẻ. Bà ta còn có ý định lấy vợ khác cho con trai. Sức ép quá lớn, cuối cùng chị Loan đành phải ký vào tờ đơn ly dị để chồng danh chính ngôn thuận đi lấy người vợ khác. Về quê vài tháng, thấy anh Luân tốt tính, con bé còi lại ngoan ngoãn, nhất là những ngày giúp anh Luân trong vụ ly hôn giành quyền nuôi con. Dần dà cả hai cũng nảy sinh tình cảm. Ông bà ta có câu, rổ rá cạp lại cũng thành đôi, số phận ai cũng hẩm hiu. Chị Loan không thể có con, chi bằng yêu thương nhau thật, cả hai cùng gắn bó chăm sóc cho con bé còi. Chị Loan lại là người cùng làng, tính tình tốt, thật thà, ai cũng biết. Ngày bé, mẹ tôi cũng như bác Xoan quý chị Loan lắm, nên về quê là chị sang nhà mọi người thăm hỏi ngay. Tôi nghe xong mà lòng cũng mát hết cả ruột. Được như thế thì còn gì bằng nữa. Chuyện vui như vậy mà chẳng ai thông báo cho tôi biết cả.
cưới được chị Loan thì anh Luân cũng có phước phận lắm rồi. Vừa tài giỏi lại có tấm lòng nhân hậu, một cái kết đẹp cho tất cả mọi người. Tôi chợt thấy đúng là tôi vô duyên thật. Tôi nói, em xin lỗi chị, tại em không biết. Chị Loan cười hiền từ, không sao, chị phải cảm ơn em mới đúng. Tôi không hiểu câu nói đó có nghĩa là gì, nhưng cả nhà giật mình khi cái còi đi chợ với bố về. Nó gọi to, mẹ ơi, bà ơi, bố mua được con gà to ơi là to này. Ôi, tôi nhớ nó quá. Con ranh con này, tôi đi ra là nó ồ lên. À, chú Dương về rồi, con chào chú. Lần trước tôi bế nó mà nó khóc, giờ nhìn nó trở lại đúng vẻ hồn nhiên, tôi mừng vô cùng. Tôi hỏi nó, vừa gọi mẹ nào đấy? Nó chỉ vào chị Loan đang đỏ ửng mặt, rồi thì thầm vào tai tôi, kìa kìa, mẹ Loan đấy. Tôi nói lại vào tai nó một câu quen thuộc. Anh Luân đi vào nhà, nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi thả con bé xuống, nó kéo tay bố nó lại gần tay chị Loan, rồi nhìn tôi. Hai chú cháu gật đầu. Con bé nói to, bố ơi, lấy vợ đi. Nó cười toe toét, hai cái răng cửa vẫn chưa mọc lại, nhưng rồi nó sẽ mọc thôi. Cả nhà vui mừng vỗ tay. Chị Loan nhìn anh Luân e thẹn. Bác Xoan lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc. Đúng rồi đấy, anh Luân ạ, con bé nó nói đúng. Anh phải lấy vợ đi thôi. Mùa xuân năm nay, ngôi nhà có thêm sự hiện diện của một thành viên mới cùng chúng tôi đón giao thừa. Tiếng cười đầy ắp vang khắp cả xóm. Chẳng nhà nào vui bằng nhà anh Luân. Bởi từ nay, chị Loan sẽ là người lấp đầy khoảng trống của gia đình này. Hoa đào đã nở, chỉ chờ ra viên là tiếng pháo ngày xuân vui cưới sẽ nổ vang. Nhưng trước hết, chúng tôi hãy đón những tiếng pháo của đêm giao thừa đã. Nâng chén rượu lên, tôi, anh Luân, chị Loan, bác Xoan và bà Bu hay chửi của tôi cũng hân hoan câu nói. Chúc mừng năm mới! Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.